câu lạc bộ Vành Khuyên, diễn đàn nhà báo trẻ, lời giao lưu, gặp gỡ, tiếp lửa đam mê cho những người làm báo chí truyền thông trên cả nước, tôn vinh những nhà báo, phóng viên có nghiệp vụ báo chí xuất sắc trong công tác giám sát, phản ánh, xây dựng, phát triển mọi mặt của đất nước. Hai năm qua, câu lạc bộ Vành Khuyên đã trải qua nhiều dấu mốc quan trọng gắn liền với tính thời sự, các vấn đề cấp thiết của xã hội. Ngày 21 tháng 6 năm 2014 là ngày đánh dấu sự khởi đầu quan trọng. Câu lạc bộ chính thức được thành lập với mục tiêu gắn kết các thành viên của diễn đàn nhà báo trẻ, tạo một kênh truyền thông thực tế phục vụ các công tác nghiên cứu về truyền thông. Câu lạc bộ Vành Khuyên ngày càng trưởng thành và gần gũi hơn với những phóng viên, nhà báo qua việc thực hiện các hoạt động xã hội, mở các lớp đào tạo nghiệp vụ báo chí, các buổi tọa đàm truyền thông, triển lãm tranh biếm họa, họp báo, giới thiệu phim và các buổi sinh hoạt văn nghệ. Đặc biệt trong 2 năm qua, câu lạc bộ Vành Khuyên diễn đàn nhà báo trẻ đã tôn vinh, trao tặng gần 40 giải Vành Khuyên cho các phóng viên, nhà báo có nghiệp vụ báo chí xuất sắc, đúng với tên gọi của câu lạc bộ, nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh, sự phát triển của báo chí truyền thông trong nước. Hơn nữa, với sự năng động, nhiệt huyết của các thành viên, 2 năm qua, câu lạc bộ còn triển khai tập trung nghiên cứu sâu về hai vấn đề nóng bỏng của xã hội là phòng chống tham nhũng và chống thực phẩm bẩn. Tiếp nối những chặng đường thành công, câu lạc bộ Vành Khuyên diễn đàn nhà báo trẻ còn luôn đặt ra những mục tiêu lớn, xây dựng và phát triển theo thời đại, nhưng không đánh mất vai trò, mục đích, tôn chỉ hoạt động của câu lạc bộ như những ngày đầu thành lập. Nhân dịp sinh nhật câu lạc bộ Vành Khuyên lần thứ 2, tôi và tất cả chúng ta hãy cùng chúc Khuyên có một tuổi mới thành công rạng rỡ. Chúc mừng sinh nhật Khuyên Club. Rồi, chúc mừng Khuyên luôn. Khuyên ơi, sao tiếng hát em vẫn ngọt ngào. Sinh nhật Khuyên, sinh nhật Khuyên, chúc mừng sinh nhật Khuyên.